Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn dắt các bạn tới một thế giới biển nha các bạn. Ở giữa Praha. Đợi các bạn xem. Đây là con cá mập nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Cái hồ này nó lớn lắm. Đó. À, từ từ để nó bơi ra. Đây con cá mập ở đây các bạn. Các bạn thấy không? Đó, mình phải quay thôi nó, con cá mập đẹp. Còn con cá mập này là con cá mập không đẹp, màu vàng. Còn bên trên nữa các bạn, bên trên này có nhiều loại cá khác ấy. Nhưng mà tại sao con cá mập mà nó không ăn ta? Đó các bạn nhìn đó, con cá mập mà nó nằm chắc ngủ. À, hai con tới nè bạn. Có một con nữa bơi. Đây, đó là tới đây. À, đây có một con cá. Con cá này là con cá gì để nhớ coi. À, con cá đuối. Đây, các bạn nhìn nè. Con cá bơi. Bên cạnh con cá này là con cá gì á? Con cá mập hay là cá chê á bạn? Nhìn thấy không? Cái hồ này nó lớn lắm nha. Bên trên nóc nó còn có nhiều con đang bơi kìa. Nhưng mà chưa hết, mình sẽ đi tiếp sang cái hồ nhỏ nha các bạn. À, con cá này quay gần đẹp quá. Đây, mình tới cái hồ nhỏ. Cá nhỏ nha các bạn. Ở đây là toàn thế giới của các loài cá biển nha các bạn. Hôm nay mình tới cái khu này nó cũng nằm ở Praha. Bạn thấy đẹp không? Cái hồ cá của nó đó. Khu này vào đây là giá khá mắc tiền các bạn. À, cái hồ bên này không có. Các bạn nhìn đó. Cá đẹp không? Đằng sau lưng mình nha các bạn. Mình sẽ quay cho bạn coi một cái hồ nữa. Đây các bạn nhìn đây. Đây có một con cá này là giống như con cá rô các bạn. Nhưng mà nó giống thôi. Nhưng con này chắc phải nặng 10 kg á. Bự lắm. Đây còn mấy con nữa nè. Bên trên cái hồ này nha các bạn. Đó, bên trên cái hồ rất là đẹp. Trong đây nó rất là nhiều hồ cá. Nó mấy tầng lận. Mình đang đứng ở dưới tầng 1 nha các bạn. Mình phải đi vòng vòng mình quay cái này cho các bạn coi đây. Oh, đây có một con cá gì đây? Một con cá gì đấy? Mấy con cá đó các bạn thử tự đoán nha. Mình cũng không rành lắm. Mình chỉ biết mấy cái này nó giống cá rô thôi. Ồ, con cá kia lớn rồi. Mấy con này nó bự lắm nha các bạn. Phải 10 kg một con là ít. Đây, có một con màu trắng. Cái này chắc chắn là cá chê rồi đó. Có cá râu. Trong đây nước nó chảy hơi ồn nữa các bạn, cố gắng nghe. Còn cá này. Đó, mình đi quanh hồ đó. Cái hồ này nó rất là lớn. Bạn thấy không? Đấy, mình quay lên trên mặt hồ nha. Còn cái hồ khủng khiếp đằng sau kia nữa kìa bạn. À, đây có 3 con cá màu đen nó đang gần nhau.
đó, nhiều cá lắm. Rồi chỗ này là như thế này, mình sẽ đi tiếp mỗi một cái hồ mình quay một tí xíu cho các bạn coi. Trong này ánh sáng nó hơi kém, các bạn thông cảm. Đó. Đây. Có con cá đẹp không? Đó. Cái hồ này rất bự nhưng mà hai nhìn bên trong kìa, nó còn mấy con cá màu tím á. Trốn rồi. Thấy mình quay nó trốn không bạn? Đây các bạn đoán cá gì đi. Ồ, đẹp quá. Đi tiếp hồ nữa nha các bạn. Hồ này là cái gì đây? À đây. Ồ, có con cá gì nè bạn. Đây mình dưới đây còn con nữa nè. Đó. À, trong hang còn con nữa nè. Các bạn thấy không? Cái này chắc chắn là con cá mập nhỏ. Còn nhỏ xíu, các bạn nhìn đó, nhỏ không? Đấy, thế giới biển nha các bạn. Khu này cái tụi nó là thế giới biển. Nhiều lắm. Rồi đi tiếp nha, cứ mỗi nơi bây giờ mình đi tốc độ nhanh nha các bạn, tại đó nhiều quá mình quay mỗi nơi xíu thôi. Bạn thấy đẹp không? Đây tiếp theo một cái hồ nữa. Ồ, có một cái con gì nè bạn, con rắn, con rắn. Nó đang thở. Ồ. Con này ẩn quá. Dài lắm, tút trong á. Mà thấy cái mình nó không? Đây nè. Bạn nhìn nè. Bạn thấy không? Dài. Sợ quá. Đi tiếp nha các bạn. Rồi. Qua hai con cá này chắc là vợ chồng hả bạn. Thấy đứng gần nhau. Ở bên trong còn một con kìa, nó đang núp bên trong. Ồ, có một cái ngôi sao kìa bạn, hay cái con gì đó. Nó đứng ở trong tường á, trong cái đá. Đây đẹp chưa? Rồi để mình kiếm cái chỗ đẹp tí mình quay tiếp. Tiếp theo nè các bạn. Đấy, đây là mấy cái, nó gọi là cái gì quên mất nữa rồi. San hô đúng rồi. Còn cái con này là không biết là con gì các bạn. Đấy. Các bạn nhìn đấy, đẹp không? Đó. Ánh sáng trong hồ đẹp lắm. Cái hồ này là toàn đá thôi đó, có mấy con cá nhỏ nhỏ thôi, đá với mấy cái bông bông gì đó.
bên kia nhiều lắm, nhiều lắm đó nha. Mình bây giờ mình qua cái khu hồ nhỏ rồi nha. À, qua cái hồ này các bạn chắc không cần giới thiệu, các bạn cũng biết cái này rồi đúng không? Cái này là sở trường của nhà hàng ở Việt Nam đó, đúng nó luôn. Ủa mà sao đây có một con này? Con tôm hùm, cả một cái hồ của mình nó thôi bạn, hơi buồn á nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp vô trong cái nhà này nữa nè, đi vô cái nhà này nha các bạn, nhiều lắm, nhiều lắm. Đây vô một cái hồ lớn nữa nè, mình không thấy con gì hết. Ở đây có một con cá mập, ra đây cá mập, ra đây. Rồi cái hồ cá này các bạn, mà tại sao kỳ vậy, con cá mập nó không ăn mấy con cá nhỏ này nhỉ? Người ta dùng cách gì đợi cái hang các bạn, cá mập. Chắc nó no rồi sao chứ, tự nhiên có cái con cá nhỏ đi mà nó không ăn. Con mập khoái ăn thịt lắm mà. Nhưng ở đây có một con thôi, đằng kia nãy có mấy con luôn. Đâu rồi, ra đây. Ra đây. Đây, có một cái bụng trắng nha. Bên này còn nhiều lắm bạn, tiếp tục nha. Video ngày hôm nay chắc dài đó. Đây, các bạn đoán rồi, cá gì đây mà nó nằm yên đây? Ủa tại sao mấy con cá này nó nằm yên vậy? Ngủ thì mắt phải nhắm vô chứ. Đây nha, rất nhiều các bạn nha, các bạn nhìn đấy. Nhưng mà nó lại nằm yên, đứng yên. Rồi. Tiếp theo hồ nữa là con cá này. Con cá này. Đấy các bạn nhìn nha. Màu trắng không. Bên đây có con màu hồng. À, tiếp theo qua cái hồ này nữa nha các bạn. Đấy, có hai con cá này. Mấy cá này là từ Ấn Độ. Ồ, nãy giờ có bảng quảng cáo bên trên mà không để ý. Ấn Độ, cá này Ấn Độ nha các bạn. Cuộc sống của nó có thể sống được tới 8 năm. Con lớn nhất dài 15 cm. Còn cái tên cá nó là tên cá tiếng Latin nhưng mình không biết nha bạn. Tiếp theo. Ồ, cái hồ này nhiều quá. Toàn cái loại này thôi nha các bạn. À, các bạn nhìn đó. Có một con này đẹp nè, mình quay gần cho các bạn coi. Cái gì các bạn? Ồ, con mắt nó đỏ luôn. Đây có một, có hai con thôi, chắc cũng hai vợ chồng nó nữa bạn. Đằng sau là con đực, đằng trước là con cái, đúng
đúng rồi, con cá cái mắt nó đỏ nhiều hơn, sợ. Rồi, để bây giờ mình lên lầu mình quay tiếp cho các bạn nha. Đi rồi tự nhiên thấy ở đây có một con cá này, phải quay lại quay nè các bạn. Đây là cái hồ, cả một cái hồ của mình nó thôi. Đó, à, thấy không? Hồ lớn. Ở trong hang có một hai con nhỏ. Đấy. Còn con này là con cá gì các bạn coi nha. Con cá mực không? Đấy, có cái đuôi hay là nó giống với con cá nãy đằng kia là con cá gì quên rồi, cá đuối, cá đuối. Đấy, các bạn coi đó. Rồi mình sẽ đi tiếp. Rồi các bạn nhìn đây, bạn thấy không, hình như bên dưới là cũng là con cá đuối đó các bạn. Nó rằn ri, nó nằm, nó đang thở thở. Còn bên trên nè các bạn, đó nè. Đây, chắc là cá rô biển đó bạn. Giống như cá rô luôn. Đây, đằng kia có một con cá dài. Nó có phần giới thiệu nhưng mình cầm mình không đọc được, dài lắm. Đấy, bây giờ tiếp tục đi tiếp nha. Rồi bây giờ mình đang tiến vào bên trên tầng trên, các bạn nhìn nè, trên tầng nhà đó, người ta làm giống như là mình vô một cái hang ở dưới biển đó bạn, một cái dưới biển ngầm mà xung quanh nó in vô tường những cái hồ cá, người ta gắn kính vô tường luôn các bạn. Đây, gần lại cho các bạn coi. Cái này là san hô biển, có một con cá màu vàng, mấy con màu đỏ. Cái này chắc người ta phải lấy nước. À, các bạn lưu ý nha, ở Cộng hòa Séc này không có biển nha, hoàn toàn không có biển. Muốn tắm biển mùa hè hay là đi du lịch bạn phải sang nước khác nha, gần nhất là sang Đức hoặc là đi năm tư các bạn, nước năm tư còn Quatia đó. Còn nước biển này chắc người ta phải vận chuyển từ mấy nước đó về để người ta đổ vô đây. Tiếp tục nha các bạn, trong đây nó tối lắm, các bạn cố gắng theo dõi đấy. San hô biển tiếp, tiếp tục nha các bạn. À, mà thấy không, cho gần lại nè, có một con cá nó đang trốn các bạn. Đó, các bạn thấy không, cá đang trốn. Đấy, giờ mình đi tiếp nha các bạn. Đây, chắc là đây là nấm anh bạn, nấm biển. Wow, cảnh này đẹp nè. Đây, rồi để mình đi tiếp nha. Tiếp theo là các bạn, đấy, bạn nhìn đi. Cái này là rong rêu hay là nấm biển đó bạn. Còn mấy cái cục đá dưới là người ta gọi là san hô nha. Thấy cũng có khách đang đứng kia nhưng mình không quay được, mình đã quay chỗ này thôi. Đấy các bạn nhìn nha. Hôm nay quay hơi rung ở trong này, mình quay bằng cái điện thoại nha bạn. Toàn là rong rêu biển nha các bạn. Rồi nhìn đấy, giữa thủ đô mà có thành phố biển luôn. Đấy,
Wow. Đây là con cá. Bên dưới đây là cây, chắc là cây nấm đó bạn, nấm biển. Đấy, bây giờ qua cái hồ lớn này nha. Các bạn thấy không? Có con cá. Đấy. Đây có một con nữa nè. Mấy cái này là mình theo mình nghĩ là nấm biển đó bạn. Còn đây là mấy cái san hô. Đó. Cá. Nhiều quá không đi hết được. Đây có một cái gì đây, đấy bây giờ nó toàn là giống nhau thôi các bạn, toàn cái san hô với mấy cái rong biển này thôi nha. Đấy, video hôm nay mình tạm thời như vậy nha các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký và bấm chuông. Hẹn gặp lại video sau. Xin chào.